Minh Điền Tử Vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh Điền Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ hai ngày mùng 3 tháng 7 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Nhâm Tuất tháng Mậu Ngọ năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh đại hải thủy ngày Nhâm Tuất, tức chi khắc can, nghĩa là thổ khắc với thủy, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm đại hải thủy kỵ tuổi Bính Thìn, Giáp Thìn, ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày Tuất lục hợp với Mão, tam hợp với Dần và Ngọ thành hỏa cục, xung với Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi và Tuyệt Thìn. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Bính Thìn, Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Tuất, Bính Dần. Tuổi xung trong tháng, tuổi Bính Tý, Giáp Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Phúc tốt mọi việc, sao Nguyệt Không tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao Nguyệt Giải tốt mọi việc, sao Phổ Hộ tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, xuất hành, sao Tam Hợp tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Đại Hao tự khí, Quan Phú xấu mọi việc, sao Quỷ Khóc xấu đối với tế tự, tố tụng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng chính nam, tài thần hướng chính tây. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ hai ngày mùng 3 tháng 7 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất. Tử vi thứ hai ngày mùng 3 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày mới gặp cục diện tuất thổ khắc tý thủy, đây là nguyên nhân khiến người tuổi Tý cảm thấy vô cùng mệt mỏi trong ngày hôm nay. Bản mệnh cảm thấy mình là người thừa trong gia đình vì không được bất cứ ai tôn trọng ý kiến. Có lẽ những mâu thuẫn, bất đồng đã tồn tại trong gia đình bạn quá lâu mà không được ai chủ động giải quyết nên mới chuyện mới rơi vào tình trạng này. Việc hàn gắn quan hệ là rất khó, song bạn hãy thử là người cố gắng, đừng chán nản buông xuôi. Kiếp tài chiếu mệnh, phương diện sự nghiệp cũng chẳng hanh thông khi bản mệnh thường xuyên bị đồng nghiệp cô lập. Tuy nhiên, trước khi oán trách người khác, hãy dành thời gian nhìn nhận bản thân, xem cách hành xử cũng như những quyết định của mình đã đúng đắn chưa. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, hạn chế tranh chấp với người khác. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, không nhận được sự tôn trọng của người thân. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, hãy nhìn nhận lại bản thân mình. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, chớ vội oán trách người khác. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, dễ chịu tổn thương tình cảm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 87, số 19, số 52. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh da trời. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai,
ngày mùng 3 tháng 7 năm 2023 của tuổi Sửu. Người tuổi Sửu bước sang ngày thứ hai đầu tuần mới, được chính ấn nhập cục nên đạt được những bước tiến khả quan trong công việc. Con giáp này sẽ nhận được sự giúp đỡ tận tình từ đồng nghiệp cũng như sự quan tâm đặc biệt từ cấp trên để vượt qua giai đoạn đầy tính thách thức hiện tại. Nhờ thế mà hầu hết các nhiệm vụ khó khăn được giao đều sẽ hoàn thành một cách hanh thông suôn sẻ, đạt thành tích khả quan và dễ mở rộng ra nhiều phương hướng mới. Sự chăm chỉ, cần cù đã khiến bạn nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người xung quanh. Đây là bước đệm giúp bạn được thăng tiến. Tuy nhiên, vì thổ khí trong ngày khá vượng nên tính khí của người tuổi Sửu hơi khô khan, chưa biết linh hoạt tiến lui cho khéo léo. Điều này ảnh hưởng nhiều tới tình cảm đôi lứa, đối phương buồn lòng vì bạn thờ ơ, không lãng mạn. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, đạt được những bước tiến khả quan trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, nhận được sự giúp đỡ tận tình từ đồng nghiệp và cấp trên. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, hoàn thành suôn sẻ các nhiệm vụ khó khăn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, được tin tưởng, đánh giá cao nhờ sự chăm chỉ, cần cù. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, tính tình khô khan, chưa linh hoạt ảnh hưởng tới tình cảm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 16, số 60, số 01. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, đen, tím. Quý nhân phù trợ, Tý, Sửu, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày mùng 3 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dần. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, thực thần nâng đỡ cho vận trình ngày mới của người tuổi Dần, nên bản mệnh làm các công việc tự do sẽ nhận được một khoản tiền công, tiền lời lãi hậu hĩnh. Bạn khẳng định được giá trị bản thân nên lúc nào khách hàng, đối tác cũng đến tấp nập. Tuy nhiên, dù mọi chuyện có tiến triển thuận lợi đến mấy, bản mệnh cũng cần cẩn trọng trước nguy cơ những khả không thực bụng tiếp cận mình. Nếu chú ý để tránh các hiểm họa ngay từ đầu thì bạn hoàn toàn có thể bảo toàn số tiền mình làm ra, không lo thất thoát. Mộc khắc thổ, tiếc là chuyện tình cảm của con giáp này lại không quá êm đềm. Bạn thường xuyên mâu thuẫn với người thân vì những chuyện nhỏ nhặt. Đã đến lúc bạn hạ cái tôi của mình xuống, không tiếp tục coi mình là trung tâm vũ trụ nữa. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, dễ vướng phải khúc mắc với người thân. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, nhận được khoản tiền công xứng đáng. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, cẩn thận trước nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, túi tiền rủng rỉnh, hợp tác thuận lợi. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, hãy hạ cái tôi của mình xuống. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 30, số 69, số 88. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lục, xanh rêu. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày mùng 3 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mão. Dưới sự nâng đỡ của lục hợp, người tuổi Mão đang có cơ hội rất lớn để cải thiện thu nhập của mình khi việc làm ăn trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều. Việc bạn cần làm bây giờ là mạnh dạn nắm bắt thời cơ khi nó đến, không bỏ lỡ cơ hội trời cho để làm giàu cho bản thân. Cát tinh này đã giảm bớt rất nhiều xui xẻo có thể xảy ra nên bản mệnh hãy cứ tự tin đi trên con đường mình đã chọn nhé. Công việc trong ngày cũng không có gì đáng ngại. Con giáp này có thể sẽ được quý nhân nâng đỡ, con đường sự nghiệp hanh thông suôn sẻ. Bản mệnh khó khăn lại có người trợ giúp, không gặp phải trắc trở gian nan gì quá lớn. Tuy nhiên, mộc thổ xung khắc khiến đường tình duyên của bản mệnh lại không được suôn sẻ hanh thông như thế. Có nhiều vấn đề phát sinh, con giáp này chưa đủ khéo léo để dung hòa các mối quan hệ của mình. Có những mâu thuẫn dù nhỏ nhưng có thể bị đẩy lên thành vấn đề nghiêm trọng.
cần nhanh chóng hóa giải để không đi tới hậu quả đáng tiếc. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy có cơ hội rất lớn để cải thiện thu nhập của mình. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa nên mạnh dạn nắm bắt thời cơ khi nó đến. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, công việc trong ngày không có gì đáng ngại. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, được quý nhân nâng đỡ, con đường sự nghiệp hanh thông suôn sẻ. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, chưa đủ khéo léo để dung hòa các mối quan hệ của mình. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 36, số 90, số 08. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, xám, đỏ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày mùng 3 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thìn. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, dưới ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi gây trở ngại cho vận trình, người tuổi Thìn thường phải đối diện với những sự cố không mong muốn. Có vẻ như những chuyện bạn vốn đã làm rất quen tay cũng vẫn sẽ xảy ra rắc rối nếu bạn không tập trung. Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh thường xuyên phải đối diện với sự chèn ép, cạnh tranh thiếu lành mạnh của đối thủ. Điều này khiến bạn rất đau đầu, mệt mỏi, thậm chí những người mới chập chững vào nghề nghĩ tới việc bỏ cuộc. Thổ khí vượng khuyên bản mệnh chớ nên giữ mãi những suy nghĩ cố hữu của mình trên bất kỳ lĩnh vực nào. Hãy thay đổi góc nhìn sự vật, sự việc, bạn sẽ nhận ra vấn đề không quá khó giải quyết và tìm ra hướng đi mới cho công việc. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, dễ gặp phải trục trặc trong công việc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, không nên lơ là ngay cả trong việc quen thuộc. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, việc làm ăn phải chịu cạnh tranh kịch liệt. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, thay đổi góc độ để nhìn nhận vấn đề. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, cần bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết rắc rối. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 11, số 72, số 21. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, xám, cà phê. Quý nhân phù trợ, Thân, Dậu, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày mùng 3 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tỵ. Thiên tài chiếu mệnh cho vận trình của người tuổi Tỵ trong ngày thứ hai đầu tuần mới, giúp cho con giáp này có một ngày túi tiền rủng rỉnh. Nếu bạn đã dành nhiều thời gian cho các công việc làm thêm trong suốt thời gian qua, thì nay là lúc bạn được tận hưởng thành quả xứng đáng. Với người làm ăn kinh doanh, những mối đầu tư tưởng chừng không mấy khả quan trước đó bỗng dưng đem tới cho bạn một khoản lời lãi lớn lao. Nhờ vậy, bạn tin tưởng hơn vào bản thân và bắt tay vào thực hiện thêm những kế hoạch mới. Ngày có Tỵ hỏa sinh tuất thổ, giúp cho chuyện tình cảm của bản mệnh tuổi Tỵ cũng có những dấu hiệu phát triển đầy triển vọng. Dường như người bạn thầm mến đã lâu có dấu hiệu chấp nhận tình cảm của bạn. Vì thế, hôm nay là thời điểm chín muồi để bản mệnh bày tỏ đấy. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, nhận được một khoản tiền công rủng rỉnh. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, hãy chăm chỉ làm việc để tăng thu nhập. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, nhận được khoản lời lãi bất ngờ. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, nên bắt tay thực hiện các kế hoạch. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, nên bày tỏ tình cảm của mình. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 06, số 68, số 80. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, tím, đỏ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác,
anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày mùng 3 tháng 7 năm 2023 của tuổi Ngọ. Tiếp nối tử vi hàng ngày của 12 con giáp thấy rằng, được tam hợp nâng đỡ cho vận trình của người tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, bản mệnh nhận được sự chỉ dẫn của quý nhân nên mọi việc tiến triển thuận lợi. Thậm chí, dù phải tiếp xúc với công việc mới đi nữa, bạn cũng nhanh chóng bắt được vào guồng quay. Với người làm ăn kinh doanh, hôm nay là một ngày hốt vàng hốt bạc của bản mệnh. Con đường mới mà bạn mở ra đang đem lại hiệu quả tích cực. Bạn không những làm giàu cho chính bản thân mà còn làm giàu cho cả những người tin tưởng và đi theo mình. Hỏa sinh thổ, còn độc thân sẽ rất đào hoa trong ngày hôm nay. Mệnh chủ có cơ hội tham gia nhiều buổi giao lưu, gặp gỡ và gặp được một người tâm đầu ý hợp với mình ở ngay đây. Hãy chủ động kéo gần khoảng cách với đối phương nhé. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, nhanh chóng bắt kịp nội dung công việc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, kinh doanh đem lại hiệu quả tốt đẹp. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, làm giàu cho bản thân và người khác. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, gặp được người phù hợp với mình. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 12, số 73, số 88. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, cam, vàng. Quý nhân phù trợ, Dần, Mùi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày mùng 3 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mùi. Vận trình ngày mới người tuổi Mùi gặp tương hình giáng họa nên con giáp này tỏa ra quá kiêu ngạo, thường tự đề cao bản thân mình mà hạ thấp những tác động bên ngoài. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ rất dễ vướng phải các lỗi sai không dễ gì khắc phục. Dù là người làm lãnh đạo hay chỉ là nhân viên, bạn đều cần giữ sự khiêm tốn để có thể lắng nghe và học hỏi mọi người xung quanh, bởi ai cũng có những điểm hay xứng đáng để bạn học tập. Kiến thức của bạn vốn chỉ là một phần rất nhỏ. Thổ vượng cho thấy trong ngày hôm nay, bản mệnh dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Vì vậy, bạn cần quan tâm hơn đến chế độ ăn uống của mình, không nên tiệc tùng quá nhiều, không nên ăn đồ ăn cay nóng hoặc quá nhiều dầu mỡ. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, không nên kiêu ngạo, coi mình là nhất. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, dễ mắc phải những sai lầm không đáng có. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, hãy khiêm tốn để học hỏi mọi người. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, chú ý đến chế độ ăn uống của bản thân. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, cần nắm chắc tình hình thực tế khi làm việc. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 36, số 22, số 55. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, xám, nâu. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày mùng 3 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thân. Theo tử vi hôm nay, thiên ấn chiếu mệnh, người tuổi Thân với đầu óc thông minh và nhanh nhạy sẽ dễ dàng tìm ra hướng giải quyết phù hợp cho mọi vấn đề. Thành tích của bạn khiến nhiều người phải nhìn nhận bằng con mắt khác xưa. Với những gì mà bạn đã cống hiến cho tập thể, bạn có thể tự tin đề nghị cho bản thân được nhận một mức lương cao hơn và một vị trí xứng tầm hơn. Chắc hẳn, các nhà lãnh đạo tốt sẽ sẵn sàng trao cho bạn những phần thưởng xứng đáng. Thổ sinh kim tác động, bản mệnh biết yêu thương và chăm sóc cho những người thân yêu của mình. Hãy thể hiện cảm xúc của mình một cách thường xuyên hơn, bầu không khí trong gia đình bạn sẽ ngày càng hòa hợp và ấm áp. Câu quyết cho các tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, quan hệ vợ chồng hòa hợp,
đôi bên thấu hiểu nhau. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, quan tâm, yêu thương các thành viên trong nhà. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, tìm ra cách để khắc phục khó khăn. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, hãy đề ra một mức lương thưởng xứng đáng cho mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, được trao cho phần thưởng xứng đáng. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 17, số 66, số 90. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, bạch kim. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày mùng 3 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dậu. Tam hội xuất hiện trong vận trình ngày mới của người tuổi Dậu, nên bản mệnh làm việc gì cũng nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Nhờ vậy, bạn cảm thấy tự tin hơn và sẵn sàng đối diện với thử thách. Hôm nay, có cơ hội bạn sẽ chạm tới thành công. Chuyện làm ăn cũng tiến triển suôn sẻ bởi bản mệnh gặp được một đối thủ xứng tầm. Sự cạnh tranh không khiến bạn cảm thấy căng thẳng mà ngược lại, truyền động lực để bạn không ngừng tiến về phía trước, cuối cùng trở thành người chiến thắng. Thổ sinh kim, mối quan hệ vợ chồng hài hòa, tốt đẹp cũng khiến bạn cảm thấy rất hạnh phúc khi về đến nhà. Gia đình chính là động lực lớn nhất giúp bạn cố gắng hết mình trong sự nghiệp, hoàn thiện bản thân và đạt được điều mình mong muốn. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, sự nghiệp có dấu hiệu phát triển tích cực. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, sự cạnh tranh khiến bạn cảm thấy hăng hái hơn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, vợ chồng yêu thương và ủng hộ nhau. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, có động lực để gặt hái thành công. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 20, số 69, số 11. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, bạc. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày mùng 3 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tuất. Thứ hai đầu tuần mới được thiên ấn nhập cục, những khó khăn trong công việc sẽ nhanh chóng được con giáp tuổi Tuất giải quyết bằng chính năng lực của mình mà không cần nhờ tới bất cứ ai. Bạn ghi điểm với cấp trên bằng màn thể hiện xuất sắc lần này và có thể sẽ được cất nhắc trong thời gian tới. Nhờ đó, con đường công danh của bạn đang rộng mở, phía trước vô cùng thuận buồm xuôi gió. Ngày thổ khí vượng, bản mệnh cũng cần phải chú ý tới sức khỏe của mình. Mải mê làm việc mà không có chế độ nghỉ ngơi hợp lý sẽ khiến cơ thể bạn sớm rơi vào tình trạng lao lực. Khi đó dù không muốn bạn cũng đành phải gác hết các kế hoạch hiện tại lại vì sức khỏe không cho phép. Vì thế hãy giữ gìn sức khỏe của mình khi còn có cơ hội nhé. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng đông nam phía ngoài phòng và giường ngủ của thai phụ. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, giải quyết những khó khăn trong công việc bằng chính năng lực của mình. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, ghi điểm với cấp trên bằng màn thể hiện xuất sắc. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, đường công danh của bạn đang rộng mở. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, nên chú ý tới sức khỏe, nghỉ ngơi đầy đủ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, tránh tác động vào vị trí của thai thần trong ngày. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 60, số 27, số 81. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, y. Quý nhân phù trợ, Dần,
Ngọ, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày mùng 3 tháng 7 năm 2023 của tuổi Hợi. Vận trình ngày mới gặp cục diện tuất thổ khắc Hợi Thủy, các mối quan hệ xã hội của người tuổi Hợi không được tốt đẹp trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể sẽ vướng tranh cãi với bạn bè hoặc đồng nghiệp của mình, khiến tình hình vốn đã khó giải quyết lại càng trở nên căng thẳng. Trong gia đình, bạn tỏ ra là người khá nóng nảy, thích làm theo ý mình mà không để ý đến cảm nhận của người khác. Hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác, đừng coi việc người khác chiều theo ý mình là hiển nhiên. Thực thần nâng đỡ, người làm nghề tự do có cơ hội phát tài vào ngày hôm nay. Bạn đã làm việc không mệt mỏi suốt thời gian qua và đây chính là lúc bạn được tận hưởng thành quả của mình. Hãy cố gắng tiếp tục phát huy trong tương lai. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, dễ xảy ra mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, hãy đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, không hòa thuận với gia đình, thích làm việc theo ý thích. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, hưởng thành quả xứng đáng với công sức lao động. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, người làm nghề tự do có cơ hội phát tài. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 62, số 26, số 80. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, xanh nước biển, trắng. Quý nhân phù trợ, Ý, Sửu, Mùi. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.